Hôm nay mình quay cái đường những đứa cánh Buôn Thuột ha. Quay anh em nào có đầu tư bất động sản được thuê mặt bằng kinh doanh ha. Để mình tham khảo ha. Đường những đứa cánh đó, nó nằm trong đường trung tâm của Buôn Thuột. Sầm ức. Bên trái là trái là khách sạn Bạch Mã hả? Khách sạn Bạch Mã bên tay trái. Ở đây cũng kinh doanh chủ yếu là shop thời trang với cà phê ăn sáng ha. Đường này cảnh nó cũng ngắn các bạn ha. Qua đụng những cái trội là hết rồi. Đây giờ này là lúc 7 giờ 10 phút hả? Có bán hàng tập phó nữa nè. Nhỏ thôi. Đây là đèn xanh, đèn đỏ hả? Như thị mình khai. Đèn xanh đèn đỏ ngã tư như thị Minh Khai. Cái này là tới ngã ba Nguyễn Văn Trỗi là hết hết đường.